cái chương trình mà ôn tập cho mấy anh chị, tại vì mấy anh chị mà nghe một lần trên cái hội trường á, mấy anh chị nắm không, cũng có thể nắm được rồi đó, nhưng mà nhắc những cái gọi là cái bí quyết tâm tâm sàng thành để cho lúc các anh chị làm các anh chị hiểu rõ thêm một chút. Hôm nay tôi sẽ review lại một cái là cái bài Dr. Thai, một cái nữa là những cái cơ bản về cái phụ khoa để cho các anh chị nắm. Rồi bây giờ đó anh giúp nói sao thì giờ nói lại vậy, bạn nào nghe rồi thì nghe lại, bạn nào chưa nghe thì nghe thêm. Cái đốt cơ thai đó các anh chị ứng dụng cho cái thai khoảng từ 30 đến 32 tuần trở lên, tức là cái thời điểm mà người ta đánh giá về cái huyết động học của thai nhi, ngoài cái chuyện 12 tuần và đo cái da gáy nè, cái loại trừ những bất thường của các thai sớm. Sau đó thai khoảng 52 tuần các anh chị khảo sát về hình thái học, biết chắc chắn rằng là nó mạnh khỏe bình thường về hình thái để các anh chị nuôi cái thai lớn lên tiếp theo. Cho đến khoảng 32 tuần mà các anh chị đánh giá về huyết động học, tức là coi những cái mạch máu đó nó tới nó nuôi đứa nhỏ đó có được bình thường không, có đầy đủ hay không, và khi không đầy đủ thì làm cách nào mình biết được là đứa nhỏ nó có bệnh lý để mà xử lý ở cái khâu nào cho nó hợp lý, đừng có để đứa nhỏ nó bị cái tình trạng là suy thai trường diễn, rồi chậm tăng trưởng, rồi có những cái bất thường, hay là thậm chí là nó ngưng tim trong bào thai. Và cái ứng dụng của cái đất lơ đó là lớn hay còn nhỏ thì chỉ những trường hợp nào mà cần thiết lắm, ví dụ thai mấy tuần mà mẹ cao huyết áp quá hoặc là có những cái bất thường về thai thì mình ứng dụng thêm. Vì bây giờ để hiểu về cái này đó thì tôi sẽ review lại một cái mô hình thật là cơ bản cho các anh chị, để các anh chị hiểu được nha. Đó, đây là mẹ nè, đây là con, mẹ nuôi con thì nó sẽ thông qua cái giữa mà nó sẽ đóng nhau để vẽ những cái cơ bản nhất để các anh chị hiểu. Anh chị coi cái đóng nhau nó giống như một cái hồ nước vậy. Mẹ nuôi con thông qua cái này thì sẽ cái động mạch mà từ mẹ đó đến cái bánh nhau gọi là động mạch tử cung. Và từ bánh nhau đến con nó sẽ đi bằng cái chỉnh mạch, tư dĩ chỉnh mạch, đây chỉnh mạch rốn nha. Đây là những cái nguồn mà nó cung cấp oxy cho đứa nhỏ. Thì khi mà đến cái đứa con, sau khi mà sử dụng hết cái máu của người mẹ thì sẽ trải, sử dụng hết oxy thì sẽ trải về lại bằng cái động mạch tử cung và mạch rốn đã lại về nắm nhau. Mặc dù là mang tiếng động mạch nhưng mà động mạch này nó đã xài hết oxy rồi, đúng không? Đó, đó. Oxy trừ, O2 trừ, xài hết oxy rồi, nó phải CO2 trừ. Và từ cái thông qua cái bánh nhau bình thường, nó sẽ trả lại bằng cái tĩnh mạch tử cung. Trả về lại, và đi vào cái tuần hoàn của mẹ và cái chương trình bình thường nó sẽ là như vậy. Thì khi mà một cái thai hoàn toàn bình thường thì cái quy trình này nó sẽ có những cái phổ mạch máu như thế nào. Một cái động mạch tử cung bình thường các anh chị sẽ thấy nó sẽ thay đổi theo cái nhu cầu phát triển của thai, theo cái quy luật là sóng tâm trương nó sẽ tăng dần lên khi thai tiến triển nha. Thì tôi sẽ lấy ba cái mốc, thứ nhất là cái mốc thai 20 tuần. Rồi đến chút nữa thai 30 tuần, và tí xíu nữa là thai 40 tuần, sống tâm trương sẽ tăng dần, đúng không? Đây là cái quy trình mà bình thường.
khi mà đi vào cái bánh nhau, nó không gặp bất cứ một cái trở ngại gì của bánh nhau, nó không có tăng cái áp lực của bánh nhau, không có vấn đề gì hết, thì nó sẽ thông qua đó trở một cách chậm rãi, từ từ nó chảy qua cái tĩnh mạch rốn để trở thành tĩnh nhỏ. Thường thì trong cái khảo sát của mình đó, cái tĩnh mạch rốn mình ít có quan tâm lắm. Cổ tĩnh mạch thì nó sẽ nằm ở phía dưới đường thẳng địa và là một cái đường thẳng. Đến với con rồi, sau khi sử dụng xong thì máu nó sẽ trở về bằng cái động mạch rốn. Thì mình thông qua cái động mạch rốn á, là cái động mạch mà không có oxy nữa, mặc dù nó là động mạch không có oxy nhưng mà mình phải dùng qua cái cổ này nè để mình đánh giá cái trở kháng của cái này. Có nghĩa là nếu cái trở kháng của cái này tăng lên thì cái cổ này nó sẽ thay đổi. Nếu cái trở kháng thì bình thường thì cái cổ này nó sẽ tuân theo cái quy luật bình thường nha. Thì các anh chị thấy đó là cái cổ động mạch rốn nó gần gần giống như cái cổ của cái động mạch tử cung, tức là cái sóng phần trường nó sẽ tăng dần khi mà cái thai tiến triển. Mình cũng lấy mấy cái mốc 20 tuần, 30 tuần, 40 tuần. Giống như cái quy luật của cái động mạch tử cung ha, sóng tăng trường nó tăng dần, đây là một cái thai bình thường. Bây giờ nếu mà có vấn đề về mạch máu xảy ra thì những cái dạng sóng này sẽ như thế nào? Trước khi mà nói này thì tôi sẽ nói về đứa con. Đứa con thì nó sẽ sử dụng cái máu này á, thông qua mình đánh giá là thông qua cái đai giác Willis. Các chị sẽ đo cái động mạch não giữa này này, cái nơi mà nó đi về hai con mắt của đứa nhỏ đó. Các chị sẽ bắt một cái cổ động mạch ở đây, ngay cái động mạch não giữa là MCA. Thì bình thường cái sóng của nó như thế nào? Bình thường cái sóng của cái động mạch não giữa nó là một cái sóng mà cái tâm thu cao và cái tâm trương rất là thấp. Tôi hay nói vui đó là những cái đứa nhỏ này là nó nằm trong bào thai, nó không có phải suy nghĩ học hành, nó không có một cái yêu cầu gì hết, cho nên mẹ cho nhiêu là nó xài bấy nhiêu, nó chỉ cần sống tâm phu là nó đủ oxy cho nó rồi nha. Cho nên là cái tâm trương này rất là thấp nè, đây là cái sống bình thường. Thì thường thường đó, các anh chị thấy là ví dụ 20 tuần, 30 tuần, 40 tuần vậy, cái tâm trương cũng rất là thấp. Gần gần xanh á, cái sóng tâm trương nó hơi cao hơn một tí xíu, hơi lên một tí xíu, nhưng mà cái MCA, cái RB của nó luôn luôn là phải lớn hơn 0,7, luôn luôn là lớn hơn 0,7. Tức là sao? Cái sóng này nó vẫn rất là thấp nha. Đó, mình đừng rồi đó, anh chị hiểu rồi nha. Alo. Alo. Nói đi ạ. Không có bất kỳ một cái trở ngại gì xảy ra. Bây giờ đến cái lúc mà bệnh lý thì nó sẽ như thế nào? Có thể là ở người mẹ, các anh chị đặt cái cao huyết áp. Người mẹ lớn tuổi ha. Mẹ ví dụ như anh chị thấy là cao huyết áp nè. Người mẹ tiểu đường trên 40 tuổi, tức là cao tuổi. Rồi, có những cái bệnh lý về mạch máu, tiền sản giật, cao huyết áp, tiền sản giật nói chung, hay là sản giật, có những cái bệnh lý mà ảnh hưởng đến huyết áp của người mẹ, thì tự nhiên các chị sẽ thấy cái sóng này nó sẽ thay đổi hoàn toàn, cao huyết áp nó cao, co mạch lại, tự nhiên là cái sóng tâm trương nó sẽ bị thay đổi. Ha, những cái giai đoạn này á, nó sẽ không tuân theo quy luật này nữa. Có xưng có hẹn chú Châu không? Nói chú là chờ chị khoảng 15 phút nữa chị ra. Hay chị giảng bài xong 15 phút nữa chị sẽ ra mình cắt nhanh đi. Thì lúc đó hai và các anh chị thấy những người này thì khoảng từ 30-40 tuần là bắt đầu cái sóng này nó thay đổi nhiều lắm. Tức là sao? 30-40 tuần mà nó mang hình dạng sóng giống như 20 tuần vậy, không đưa nổi cái sóng tâm trương. Lúc nào cái cổ của nó cũng là rất là thấp, huyết áp cao quá, không giảm mà nổi trong thời kỳ tâm trương lẫn tâm trương. Nên các anh chị thấy là 30-40 tuần rồi trên 30 tuần rồi vẫn là như vậy. Không, 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 không.
mà cái tấm tâm trương này nó bị hạ thấp xuống này các anh chị, bị hạ thấp xuống. Trong khi đó cố gắng, tại vì sao? Một là huyết áp cao, mạch máu nó bị co nhỏ lại, thì cái bệnh lý mạch máu là bệnh lý toàn thân, cho nên mạch máu ở trong bánh nhau nó cũng bị co nhỏ lại, nó cố gắng nó về mà nó về không được. Cái áp lực của cái tim nó cố gắng bóp cái mạch máu trong thời kỳ tâm thu qua được cái sóng tâm thu thôi, nhưng mà trong tâm trương nó không vượt nổi, tại vì cái áp lực của cái này nó cũng tăng luôn, nên là cái sóng này nó bị hạ thấp xuống. Rồi đến đánh nhau, khi mà áp lực của cái đánh nhau này nè nó tăng cao giống như một cái hồ nước nó đã được đầy lên, anh chị cố gắng bơm nước vô mà bơm không nổi vậy đó, thì cái này cũng vậy, và mặt trốn nó cũng bị giống tình trạng đó. Trả về mà về không nổi thì cái sóng mà mặt trốn nó cũng mang được dạng lời giống như là một cái cung, tức là sóng tâm trương nó sẽ rất là thấp này khi mà có bệnh lý nè. Thì các chị thấy cái sóng này cũng vậy, bình thường nó phải được như vậy, bây giờ nó sẽ bị không vượt qua nổi cái sóng tâm trường, nó sẽ bị hạ thấp xuống hết. Rồi. Như vậy thì cái đứa nhỏ nó như thế nào, cái mạch máu của cái bánh nhau này nó bị co lại, mạch máu toàn thân huyết áp cao hết, toàn bộ cái sóng này nó không có nhả ra được trong cái thời kỳ tâm trường. Như vậy thì cái đứa nhỏ nó phải cố gắng hết sức mình, nó phải giãn mạch ra, tại vì nó thiếu oxy, nó tan hóa máu, nó phải giãn mạch hết để nó nhận máu trong thời kỳ tâm thu lẫn tâm trương. Cho nên các anh chị sẽ thấy bản thân đứa nhỏ đó nó sẽ bị cái tình trạng như thế này, tức là cái mạch máu của nó phải giãn ra, đúng không? Sóng tâm trương nó phải tăng cao lên, tăng lên, và lúc này cái em sẽ mang được lại cái hình dạng sống của cái này, và cái này nó mang được lại cái hình dạng sống của cái này. Cái cốt lõi của cái vấn đề nó là ở đây, các anh chị nắm hết rồi ha, các anh chị chỉ cần nhớ những cái câu là cốt lõi của vấn đề. Thứ nhất, thai đường trường thì là cái sống tâm trương nó sẽ tăng dần khi sai phát triển, cứ nhớ ha, dành cho cái động mạch tử cung và cái động mạch trốn. Khi có bệnh lý thì cái quy luật này nó thay đổi ngược lại, và cái sóng của cái động mạch não sao bình thường nó không có nhu cầu gì hết, sóng tâm trương rất thấp, nhưng mà khi có bệnh lý những cái này nó co mạch lại hết thì bắt buộc cái này phải giãn ra đó. Nói gì là các anh chị hiểu, thì trong cái bài này các anh chị nhớ giùm tôi một cái câu, nó gọi là tái phân bố tuần hoàn. Tái phân bố tuần hoàn, tái phân bố có nghĩa là sao? Bình thường cái não RI của nó cao, cái rốn RI của nó thấp, đúng không? Rốn RI của nó sẽ thấp, RI của nó sẽ thấp, khoảng chừng khoảng bao nhiêu? Trung bình khoảng chừng 0,4, 0,5 đi, tôi lấy 0,5 đi. Thì bình thường cái não trên rốn bình thường là nó sẽ lớn hơn 1, đúng không? 0,7 chia cho 0,5 nó sẽ lớn hơn 1. Bình thường là nó sẽ lớn hơn 1 là bình thường nha. Khi có tình trạng bệnh lý thì nó sẽ bị nhỏ hơn 1, đó là não trên rốn, nhớ không? Khi mà tôi đổi cái chữ rốn trên não thì cái tỷ lệ này sẽ khác nha. Các anh chị đừng có cố gắng học vẹt là lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1 hết á, tại vì nó sẽ tùy thuộc vô hai cái tỷ này. Miễn làm sao mà mình hiểu được cái sóng, thì khi mà các anh chị đi thi gặp cái con này nè, tái phân bố tuần hoàn máu não là như thế nào ha, cái đáp án đúng ở trong cái trường hợp này nó sẽ là nhỏ hơn 1, đúng không? Nhưng mà tôi đổi cái chữ này lại thì các anh chị phải nhớ chị làm thế nào bài bớt hơn nhiều. Các anh chị vô á, các anh chị vẽ giùm tôi cái sóng này liền, cái sóng
của cái để mà nói não, anh chị bẻ cái này tôi rồi chữ rốn nè, anh chị bẻ này đúng không, mình nhớ nè. Thực ra cái này tâm trung thấp có nghĩa là R cao, cái này tâm trung cao có nghĩa là R thấp. Cái cao chia cho cái thấp thì tất nhiên là nó phải lớn hơn 1, mà cái thấp chia cho cái cao thì nó phải nhỏ hơn 1 nha. Đó, để cho con này chị hiểu hết không? Chị ngồi suy nghĩ 5 phút đi, tôi có áp xe ăn mỗi cái những cái. Còn chứng thương thì nó mới, nó cũ. Thì dĩ nhiên giữa hai này nó sẽ có cái gì là. Còn bẩm sinh thì bắt buộc mình phải học cái biến thể của bẩm sinh. Rồi. Đó là cái cơ bản nhất khi mà các anh chị làm một cái về hình ảnh học, một cái hình ảnh, một cái phim X quang, một cái hình ảnh siêu âm của người bệnh nhân PCT MRI đó. Các anh chị đưa vô bốn mặt nhưng có bị chấn thương hay không, không có lại còn bên có viêm nhiễm hay không, dấu hiệu sưng nóng đỏ đau viêm cấp viêm nhiễm không có lại ra u ứ thì lạnh hay ác tính và những cái như này có được bẩm sinh à. Còn trong cái siêu âm mạch máu của các anh chị á thì rất là đơn giản ha, không phình thì giãn, không phình giãn thì hẹp đúng không, chỉ cần vậy thôi, làm mạch máu ở chi ở cổ nó có phình ra nó hẹp lại thôi. Thì phần lớn á, ví dụ mạch vô bụng nó phình hay bệnh lý hẹp thường á là những cái đó là do mắc phải trong thời gian, tuy nhiên nó cũng là bẩm sinh nữa. Bẩm sinh nó phình, một cái túi phình trong mạch máu não rồi chẳng hạn. Đó thì ra là các chị cứ nắm về, sau đó mình sẽ ứng dụng vô trong cái màu đó hả? Em ngồi lên đây được bao lâu? Lên đây được tới mấy giờ? Dạ. Em làm ở khoa nào? Dạ, khoa xét nghiệm. Em đi được tiếng hồ không? Dạ. Được tiếng ha. Dạ. Giờ mình dẫn mày đây đi, tôi sẽ làm cho mày bầu để cho mấy cổ còn đi nữa. Nha. Dạ. Mình lên đi đó. Để làm thai. Và cái đầu giờ này, đầu giờ 4 đi, bạn nào cũng biết hết rồi nha. Đầu giờ này. À, thì những cái thai lớn á, mình không cần làm đầu giờ này nữa. Cái đầu này, nhưng mà để cần tiếp khi cần thì mình có thể sử dụng trong trước. Cái thứ hai nữa là giữa hai cái hình ảnh này thì cái hình ảnh của đầu giờ này luôn đẹp hơn nè, tại vì cái số lượng chấn thương nó nhiều. Khi mà các anh chị cầm những cái đầu giờ, các anh chị thấy cái đầu giờ nó nặng lên á, thì cái đầu giờ nó sẽ tốt hơn. Tại vì số lượng chấn thương tức là những cái tia mà để nó bắt cái chùm tia siêu âm á, cái frame của nó sẽ đạt nhiều hơn. Còn những cái đầu giờ nhẹ hơn là nó sẽ không bằng, nên cái chất lượng hình ảnh nó sẽ không bằng. Giữa hai cái máy tôi nha hả, cầm hai cái đầu giò, nhưng mà cái đầu giò nào nặng thì cái đầu giò đó cái hình ảnh nó sẽ biết chức năng của nó, hình ảnh của nó và cái chức năng. Đầu tiên thì các chị đổi cái có chọn cho đúng cái ứng dụng nha, mình mới làm á mình phải chọn đúng cái ứng dụng. Còn bạn nào làm rồi á, có thể các bạn dùng cái app Lumen để khảo sát thai, các bạn vẫn làm được. Nhưng mà các bạn mới làm, các bạn chọn cho đúng ứng dụng. Cô này là 37 tuần rồi, là tăng cánh nguyệt thứ 2, thứ 3. Mình có để tăng cánh nguyệt thứ nhất, tại vì sao? Cái hình nó còn nhỏ, nó sẽ phóng lớn trên màn hình. Những cái chỉnh này kia là dành cho tăng cánh nguyệt thứ nhất. Còn tăng cánh nguyệt thứ 2, thứ 3 focus vô cái mật độ mô. Cái tăng cánh nguyệt thứ nhất, cái lượng nó tối nhiều, thì ta xét vô cái phần của cái nước nha, xích nhiều hơn. Cho nên các chị chọn đúng cái ứng dụng. Đầu giờ thì ở đây có bạn nào chưa bao giờ đi học lớp siêu âm không? Học hết rồi phải không? Nào định hướng đầu giờ là phải biết nha, muốn nhắc lại á. Bạn nào không biết thì gặp riêng tôi hỏi riêng. Tên gì em? Dạ, bác sĩ tên Hồng Nhân. Dạ, Phương. Ờ, mẹ nghe tôi xin. Các anh sẽ cho. Các chị hiểu cái số này, cái số này. Các chị có bao giờ hỏi tại sao một cái ID của bệnh nhân mà quá nhiều như vậy thì làm sao mình hiểu được? Cái đó là ngày với giờ đó thôi. Đúng rồi. Các anh chị có những cái máy nó sẽ không đánh cái dạng này, mà có những cái máy nó sẽ thành ID ngày, ví dụ như là ngày 19/9/2018 thôi, rồi số 1, số 2, số 3, số 4 trong này. Nhưng mà cái này nó tính theo giờ này. 08 là 8:47:17. Cái này có nghĩa là nó mang tính pháp lý. Người bệnh nhân đã từng đến đây khám trong hồ sơ, trong report nhờ nhất là tán qua cái ID này của mình nha. Nên là quản lý bệnh nhân rất là chặt. Hồi xưa tôi không hiểu được, không hiểu được tại sao mà nó ra một con số như vậy. Mình ngồi mình ngẫm nghĩ thấy cái này có tháng, còn cái số kia mình không nghĩ là đến bao giờ. Tên gì?
nhà Nguyễn Thị Bạch Phương, Phương ha, à Phương nghe tuổi, sinh năm 1989. Các anh chị mà làm cho những cái phòng mạch mà mang tốt người nước ngoài như thế này, các chị phân ra last name, first name, middle name, vân vân, ghi cho rõ nha, gender rồi vân vân, mình xét còn đây á, mình lướt này qua, à, đó, các anh chị sẽ điền hết những cái gì ai ai chỉ định sao cái này rồi, tất cả những cái thông tin này á là để làm chi, người ta cần thiết, người ta review lại là có đầy đủ hết, người nào khám người ta sao để cho người bác sĩ trao đổi trực tiếp với bệnh nhân luôn. Thông qua những cái email trực tiếp, mobile phone chuyển vân vân. Rồi cái application các chị chọn cái đúng OB ha, là có sẵn mà. Các chị làm gì có sẵn. Đi vô OB thì các chị sẽ có những cái thông số này. Nó gọi là last menstrual period, tức là cái kỳ kinh cuối của bệnh nhân này. Em có nhớ kinh cuối không? Rồi không nhớ tôi cho qua. Mà nếu có thì các chị điền vô đây ngày ngày tháng tháng năm năm ha. Thì nó sẽ tính cho các anh chị cái tuổi thai theo kinh cuối và cái ngày dự sinh theo kinh cuối nha. Trong này nó có một cái nữa là number of fetuses. Nếu mà các anh chị làm song thai thì các anh chị sẽ bấm ngày số 2 và số 4 tùy mức độ, còn không thì để số 1 và 1 thai bình thường. Đây là tiền sử của bệnh nhân có thai ngoài tử cung thì sẽ thai ra bao nhiêu nhiều như thế ha. Và trong đó là người ta sẽ mô tả, tức là report luôn và đánh mạnh rồi. Những mà đây những cái bạn bệnh án hay những cái phòng khám mà của nước ngoài đó, thì khi hẹn một bệnh nhân một tiếng đồng hồ để ta làm hết những cái thủ tục này rất là lâu, mà mình đưa ra phần mềm nên nó dễ ha, sửa cái này ngoài nhưng không có ngoài này. Sau khi xong hết thì các bạn test ok rồi bắt đầu là có đầy đủ thông tin bệnh nhân trên đầu đồng mình làm. Bây giờ mình làm một cái thai thông thường, mình sẽ đổi cái đầu dò này đi, dù là bệnh nhân ấy thì các bạn thấy hình nó sẽ đẹp hơn nha. Máy tầm trung thôi, chứ không phải là những cái máy tầm xuất sắc, nên là mình phải chọn những cái này chọn cái đẹp. Cái gì thấy nó nhiễu không? Cái hình ảnh đó đó, nó nhiễu từ cái gì vậy? Tại sao nó nhiễu? Nếu mà anh chị test đầu dò tất cả mọi cái của mình ok hết thì mình chỉ phải hiểu cho nó chỉ tính ha. Và còn những cái máy này nó thiếu gọi là cái dite gì đó, nên là nếu mà anh chị có máy ở bệnh viện hoặc ở phòng mạch nhà thì nó sẽ có cái dite dite, hoặc là các nhiễu từ cái hệ thống vi tính thì nó sẽ có những cái phần để nó xử lý được cái tình trạng nhiễu này. Đường răng răng lên nước sơ qua cái đầu nằm ở dưới vùng hạ vị nha, đi bên trên chút xíu bị tim thai này bên trên. Rồi bây giờ sau khi mà mình nhìn sơ thấy là một em bé, một đứa đầu nó nằm ở phía dưới nha, thì mình sẽ làm những cái mặt cắt cơ bản sửng đây cái đầu của nó. Các chị nào học hai á, các chị nào làm rồi á thì sẽ hiểu nhiều hơn, còn bạn nào mới á thì nghe cho biết thôi chứ nhớ không nổi đâu. Các chị sẽ vô thì luôn luôn các chị đo cái đường kính ngưỡng đính á ha, các chị sẽ thấy cái giống như cái mũi tên mà cái màu đen thẳm ở trên màn hình đó, nó gọi là đồi thị nha. Đó, nó giống như cái hình mũi tên đó. Thì cái dấu mũi tên mà nó chỉ về hướng nào thì cái vùng đó sẽ là vùng ra phía sau, chỉ ra hướng sau này sau lấy của em bé đó. Đến chi mình xác định những cái này để sau này mình tìm cái đầu mạch não giữa cho dễ, có nghĩa là hai con mắt nó hướng ở đằng trước, như vậy cái đầu mạch não giữa nó sẽ đi về hướng mắt thì nó sẽ nằm hướng này. Đừng có đi tìm hướng này nó không ra đâu nha. Sẽ đi hướng này đó. Trước khi mình đo đạt cái tất cả đó, trước khi mình làm cái gì thì tôi sẽ đo đạt trước. Thì cắt một cái đường cắt đi đi chuẩn nè, hai cái rồi thì cái này cũng thấy nó đặt mình ra. Rồi đây là cái bắt trong suốt nè, cái đường giữa cơ bản nó chuẩn. Cô cắt đẹp quá. Các anh chị sẽ cắt chuẩn, các anh chị sẽ làm cho nó chuẩn như vậy. Thì như vậy các cái số đo nó sẽ không có bị thay đổi nha. Rồi cái này bề ngoài, cái này bề trong, ngoài trong và ngược lại.
ngoài trong hoặc trong ngoài. À, trên này thì nó tính cho em là 34 tuần 3 ngày. Đừng có vội tin cái công thức này. Tại vì cái BBD này là 86, 87 nè. Nếu mà ở Việt Nam là phải 37, 38 tuần á. Mình phải coi lại công thức này. Nó chọn của tác giả nào nha. Nó ở trên mình phải xét cái máy lại. Khi mà các anh chị nhận một cái máy siêu âm về mà trước khi làm, các anh chị phải xét cái công thức. Nó phải phù hợp. Và xét cái máy nó phù hợp với cái công thức của người Việt Nam mình. Công thức này là của chuẩn châu Âu. Giờ này mới 34 tuần, trong khi em tính là 37 tuần. Lát tôi sẽ đổi công thức lại trên máy thì các chị sẽ thấy nó thay đổi nha. Bởi vậy các bác sĩ mà người ta làm lâm sàng, cái tuổi này ta không có dựa vô cái nhà mà làm siêu âm tính tuần đâu. Người ta chỉ cần cái số đo BVD là 86 tuổi rồi, 86 rồi rồi này ta. Người Việt Nam mình trung bình 90 á, là nó sẽ đạt và thai trưởng thành. Cho nên là cái số đo này quan trọng hơn là cái tuổi thai. Vì cái tuổi thai này nó tùy thuộc vô cái công thức. Có thể làm lấy Headlock, có thể làm lấy Tokyo, có thể làm lấy Shirozuka. Nói chung là nhiều cái tác giả, nhiều nghiên cứu. Cái công thức này nó sẽ bị thay đổi nha. Rồi, nhà tôi lưu hình này. Nhà mình sẽ làm cái xương đùi. Thì khi các anh chị làm cái xương đùi đó, các anh chị sẽ có những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là các anh chị sẽ cách làm sao cho cái xương đùi nó nằm ngang trên mặt bàn. Nếu mà nó có tạo góc thì nó không quá 30 độ, tức là vậy thôi. Còn nếu mà cái góc mà các anh chị thấy nó xuống 45 độ này thôi, các anh chị bỏ đi, nó không chính xác đâu. Các anh chị tìm lại cái đường cắt khác nha. Thì mà khi các anh chị lấy cái xương đùi thì các anh chị sẽ lưu ý cái xương đùi mà từ khoảng 20 mấy tuần trở lên đó, là bắt đầu nó cong rồi, nó cong sinh lý đó, nó cái cây gậy đánh gôn mà nha. Cho nên là các anh chị sẽ và khi cắt những cái xương đùi này thì các anh chị sẽ thấy nó có những cái điểm này. Đây là mình đo, là mình đo cái xương đùi là cái thân xương, đúng không? Còn hai cái này á là hai cái chõm này, không, mình hai cái đầu đen đen chõm xương đùi này. Và các đầu dưới của xương đùi á nó sẽ có một cái điểm này, nó gọi là điểm cốt hóa đầu dưới xương đùi. Khi mình nhìn đó là chị biết nó phải trên 33 tuần rồi. Khi nó càng lớn dần nó sẽ tiến về 34, 35, 36 tuần nha. Đó, nó gọi là điểm cốt hóa này, điểm B plaque nha. Thì nó sẽ xung lớn lên để các anh chị đo. Rồi, khi mà các anh chị đo đó thì các anh chị lấy đúng sát ngay cái xương đùi thôi, các anh chị đừng có đo rộng nó ra hai bên nha. Đừng có lấy cái chỗ mà ráng cái đo lên tới đây. Tại vì nhiều khi mình thấy cái đầu, mà sao mình thấy đầu được 35 tuần, mà cái xương đùi nó 33 tuần, mà mình ráng kéo cho nó bằng 35 tuần. Không đúng nha, phải đúng cái thân xương thôi. Rồi. Cũng được 60 mấy rồi, 66 rồi đó chứ. Cái kia 90, 70 là thay chuẩn thành rồi ha. Cái xương đùi rồi nha. Đừng có đo ra hai bên này nè. Nó ra đây, nó ra lên đây. Đây đúng cái thân xương này thôi nè. Không đo xuống đây, không kéo dài lên đây. Đây đúng ngay đây nè. Khi các chị nhìn thấy cái điểm này đó, là các chị sẽ biết nó trên 33 tuần. Điểm biệt là điểm này cũng vậy. Đầu dưới xương đùi, còn đầu trên xương chày thì nó cũng sẽ có một cái điểm gọi là cái điểm tốt đó. Nhớ không? Cái đàn này không học lớp sản ra thôi. Không hỏi. Này thì nó nối với lại cái xương chày này, thì cũng sẽ có một cái điểm thôi. Tập trung xương đùi đi ha. Sau khi mình làm xong hai cái đầu này thì cái ước lượng cái tuổi thai này đó, đó là mình đo tới cái đường kính ngang bụng. Anh chị đo cái đường kính ngang bụng để các anh chị tính cái tuổi thai. Thấy cái nhỏ nó thở không? Những cái cử động đó nó gọi là cử động hô hấp đó, để đánh giá chức năng của cơ thể nó phải mạnh nha. Cử động hô hấp nó phải nó thở nha, cử động hô hấp chứ phải nó thở nha. Cái này là một cái đường cắt ngang bụng, cái bao tử nè, cái mạch rốn, thượng thận, cột sống phía sau. Thì khi các chị đo, các chị đo ra cái mô mềm ở trước ngoài. Thank you.
con ở được 2,6 kg. Con số này thì nó được như vậy, nếu mà mấy tuần với em sang con trên 3 kg, à, nó lớn nhanh cái tháng cuối cùng á, nhiều đứa lớn nhanh là mỗi tuần nó lên 200 g á, tháng cuối cùng nó có thể lên 1 kg. Cái này đường cắt cơ bản, cái đường cắt chuẩn nó qua cái đường bụng là các anh chị bạn nào cũng nhìn thấy hết rồi ha. Tôi đã nói nha, nhanh này thôi, cái này là cái cột sống mà cái phần rốn, các anh chị đừng cố gắng cắt cho cái đường của cái tĩnh mạch rốn nó đi từ ngoài vô, lúc này là cắt vát nó sẽ thành hình oval, thì sẽ xây cái cổ tay, chỉ cần lấy được cái tĩnh mạch rốn đoạn trong gan này, nó gọi là hình trăng khuyết đó. Đó, chỉ cần vậy thôi nha. Đó, tĩnh mạch rốn thượng thận ở đây, bao tử ở đây, tĩnh mạch rốn ở đây, tĩnh mạch rốn thì cái gan nó bên phải, bao tử bên trái đây nha, thì đứng hình thận này bên phải, bên trái thì là mạch chủ nè, là bên trái là đúng rồi. Cái này là cái bao tử nằm bên trái, xích lên trên là móng tim, đúng là si tuyết sau li tuyết ha, không phải cái đó bình thường rồi. Thì nước sơn để em giúp đi, rồi mình coi những cái cổ đất lơ của mình. Từ cái chuyển đạo này qua chuyển đạo kia là một thôi, còn có những cái máy thì nó cần hai chuyển đạo nha. Thì hai nằm đâu rồi, sao nằm chính nha. Để tôi coi đây, tại sao cái này nó nằm cao quá vậy. Các chị có thể liền cái mô của nó này di chuyển được, xếp nó ra này nó có thể di chuyển xuống được. Mấy cái máy này nó cho phép. Rồi bây giờ mình tập trung vô cái phần rút lơ của mình nha. Thứ nhất là cái động mạch rốn, thì các chị nước sơ trên cái hình là đi mốt, các chị thấy nó đủ hai cái động mạch nhỏ, một cái tĩnh mạch nha. Rồi, nhưng mà cái đường cắt mà nó thấy chuẩn mà để đánh giá cho đúng đó là cái đường cắt qua bàng quang, qua cái bồng đáy, các chị thấy được là nó hai cái động mạch nó đi qua. Trong nó sẽ nối với lại hai cái động mạch rốn hai bên, lát mình sẽ có cái hình ảnh mà nó cái khúc khác nó nằm sững hơn. Và từ hoàn bên này bây giờ mình lấy những cái dây rốn, chúng chị chỉ cần để nằm ngoài luôn là dây rốn đã mùn rồi thì dễ thấy lắm. Rồi chị chỉ cần thấy không, một cái tĩnh mạch là hai động mạch nè đó, mình để cái cửa sổ vô đó thôi đó. Chỉnh thêm cái em vô này có mệt thì nói nha. Tâm thu chia cho tâm trương, cái cao này nó sẽ gấp 4 lần cái dưới này,
30 tuần nó sẽ bằng 3. Tức là cái trên cái dưới chia khoảng bằng 3, cái này nó khoảng bằng 1 phần 3 cái kia. 40 tuần nó sẽ bằng 2, có nghĩa là cái tăng trưởng nó lên bằng 1 nửa. Hiểu không? Dễ nhớ đó, là tính S trên D. Cho nên thai này là 40 tuần, 37 tuần, 40 tuần nó không bằng 2, 2 chấm 3 mấy. Tức là nó dưới 3 là nó tốt nha. Vậy là cái này là của cái bằng 1 4 này. Cái này các anh chị hiểu không? Tôi có cần nói lại không? Rồi ha. Rốn thì dễ bắt lắm, chỗ nào cũng để đầu vào vô mà thấy nó bắt được liền nè. À, chỗ nào cũng vậy ha, làm lại một lần nữa nè. Rốn rất là dễ. À, chị có để cho. Chỗ nào mà những cái trường hợp mà nó có cái vấn đề về cái những cái máy thì nó hỗ trợ tự nhiên mà. Thế là các chị chỉ cần nhấn xuống là nó ra hiện 60 độ cho mình liền. Xe phải, xe trái ha. Nào có được cái cổ là mặt rốn đẹp thì các chị thấy là thứ nhất là mình chỉnh rồi để theo cái phương của dòng chảy thì cho nó tự nhiên em rồi sao 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 hạ cái baseline xuống chút xíu nữa. Sóng này nó vẫn, nếu mà nó vẫn cắt cục cái đầu á thì các anh chị sẽ tăng cái PRS lên. Đó, đổ cái thước. Cần nhìn thấy á, cái sóng tâm tư này cao á thì thấy tốt rồi. Cái này nó dao động này nha, cái đứa nhỏ nó tự động hoặc nó nhịp thở của nó. Thở của lòng mạch rốn. Rồi, bây giờ đó là lòng mạch rốn. Bây giờ mình bắt cái lòng mạch tử cung. Mình ngửa chút luôn. Đỡ mẹ kia. Rồi, lòng mạch tử cung thì các chị dễ làm thôi. Các chị chỉ để cái đầu giò rất là đơn giản. Đó. Đây là đường giữa, đúng không? Chị để song song ngay cái đường giữa hai bên. Tìm. À, các chị thấy nếu mà những cái thai mà nhỏ đó thì các anh chị còn tìm được cái động mạch chậu, các anh chị đi lên à, nhìn dưới này nè, mạch chậu nè, nhánh mạch chậu không à, nó cắt nè, rồi cái nhánh mà vuông góc cái động mạch chậu nó đi ngược lên trên đó thì vô cái cơ tử cung là mạch tử cung à, nhánh mạch chậu nè, nhánh mạch nó đi vuông góc lên nè à, các anh chị để nó vô đây. Đều hết các anh chị bấm cái auto calculation tức là nó tự tính cho các anh chị. Sóng nó đều hết thì mình để auto chế độ đó mình đo nha. RE đâu 0.43 bình thường á nó sẽ dưới 0.57 nha. Này là bên phải chị bắt hai bên. Bên trái cũng vậy, em chỉ để cái đầu dò song song với cái đường giữa thôi, một bên này rất dễ. Những cái nhánh nó đi vô trong cái cơ tử cung là nhánh hoạt tử cung đó, rồi nhánh vậy luôn, không có vấn đề gì bạn
máu ở cả hai bên, phải trái như nhau, sóng tâm trương rất cao. Đó là những bộ mặt tử cung chúng ta đạt cái dễ lắm anh chị. Khi nói lý thuyết thì nó dài dòng cho khi cái bên trái 0.47 luôn. Tôi nói dưới 0.54. Dưới 0.57. 57. Nhìn cái sóng mà mình thấy nó bình thường. Dưới 0.57. Ha, đặt cái đầu vào lại một lần nữa vào mặt tử cung nè. Để ngay cái vị trí mà của cái cơ tử cung này là mà chậu nó bắt ngang qua nè, thấy không? Chậu đi dưới đây nè, trên xuống nè. Cái nhát này nó xỉa ngược vô cơ tử cung. Đó, bên phải nè, thấy không? Bên trái nè. Trong cơ là nó đó, không cần biết đánh mặt trước mặt sau kể. Rồi giờ tới cái khó là cái thành mặt ở giữa này, khó là dễ nó khó cắt cái, cắt cái DVD như bình thường. Thấy cái đồi thị không, thứ nào nằm giỏi nằm ngang qua đó, thì các chị hạ cái đầu dò xuống cái vùng hốt, cái vùng sàn sọn chút xíu, các chị sẽ thấy cái này nè, nó giống như là cái cách nhiều vậy đó, là đó, cách nhiều. Thì cái này là của cái hội tụ của những cái mạch máu của diastasis, cái xương bướm nó nằm ở đây nè, cái này nó đi trong cái xương bướm, đi mặt trước xương bướm nè, để cái đầu dò đó, nha, các chị chỉ cần đo một bên thôi, tại vì nó tuần hoàn mặt hệ mà. Nối qua bên kia, không nối chúng ta bàn này. Chị để như vậy. Mình bắt. Thấy cái đồng mạch là não giữa là cái sóng tâm trương nó rất là thấp. Cái dạng bình thường của cái đồng mạch não giữa. Sóng trương nó thấp, sóng tâm trương nó cao. Thế cái có một số cái nó không đều là do em bé nó nhúc nhích hay không? Là do nó nữa, lúc mình cắt cái đầu nó hơi lắc lắc nè. Dạ. Đó, em là TA. Nhà mình để cái đầu dò chưa có chuẩn vuông góc trực tiếp. Và cái này là cái đứa nhỏ. Nó có lúc mình cắt nó hơi di chuyển nè. Đó, mình để xuống nè. Chuyển lại nha. Các chị để cái DVD bình thường, các chị hơi ngóc cái mũi đầu dò lên chút xíu. Cái nhánh này nó đi ngược con hướng xuống mày, cái nhánh kia nó sẽ đi dưỡng hốc mắt của thai nhi đó. Đẹp ha, rất đẹp, cô cắt đúng chuẩn như cái gì đo cũng dễ không khó nữa. Anh ướt cái cổ tay lên chút xíu, nó di chuyển không bao nhiêu cho anh chị, cái gì để nguyên cái đầu giò. Chỉ cần nhìn cái sóc tâm trương nó thấp một chút xíu là anh chị thấy được hình chưa đẹp, hình chưa đẹp. Tôi đang cố gắng tìm cho anh có cái hình nó đẹp hơn chút xíu rồi nhau. Máy này này sao xuống dữ người ta rồi. Không biết máy xuống là do cái nhiễu này hoặc là bao quá không biết có bảo hành bảo trì gì không ha. Mình hỏi thử lên công ty lên mà chỉnh lại cho mình nhé. À, cái cắt em chị lấy cái hình vậy á, cho cái đứa nhỏ nó cử động chút xíu thôi. Để mắt dữ là không chịu nằm nữa hả? Đúng. À,
Về nguyên tắc thì đó là những cái mà sống bình thường các anh chị bắt nha. Ngoài ra thì các anh chị vẫn là khảo sát một cái thai bình thường, giống như là các anh chị làm thai thì còn nhiều cái thông số khác đó. Thì nước gối là này cũng tốt nè. Mấy này mày xuống dữ ạ, lâu quá rồi. Nhiều luôn. Cái này đôi mắt đó nè, thấy không? Đó, nhánh mà đi về hốc mắt rồi nhánh đó đó. Thành ra khi mà mình vô mình tìm, cái đồ thị, nó chỉ cái dấu mũi tên ở đâu thì nó ra cái vùng tiểu não hố sau. Thì mình đi ngược lên trên, mình nhìn cái con mắt đây thì cái tầm mặt ở giữa nó diễn này nè. Mấy bạn chưa quen đó, mình cố gắng tìm trong đây không nhớ. Và cứ nhớ mắt giùm tôi nha, đi về cái nhánh hốc mắt. Để cái này.